Thank you.
lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa Chúa Chúng Con được cùng kính toàn thể các thánh trên trời, nhờ mấy nhiêu vị thánh nhân huyền trụ vào thay, chúng con tin tưởng ngài xin Chúa cho chúng con được gọi ra vẫn sống như mong ước mong. Chúng con cầu xin như Đức Giêsu Kitô
Thank you.
sống là ai và sự sống đời sau.
Thank you.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, Chúa đã làm mọi việc lạ lùng nơi toàn thể các thánh nam nữ. Chúng con xin chúc tụng tổng thờ và nguyện cầu Chúa lấy tình yêu vô tận thánh hóa chúng con, để sau khi được thần đương lại nuôi dưỡng trên con đường nữ tử trần gian, chúng con được về thiên quốc dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đây là giáo xứ và giáo họ của chúng ta, và đó để chúng ta cầu nguyện tưởng nhớ các ngài. Và hôm đấy thì không biết là anh em đi làm ăn xa chắc chưa về được mấy, các bác về thì chưa làm ra là ngày thứ sáu bắt đầu về. Mà thôi, chúng ta cứ làm và chúng ta cầu nguyện cho các ngài. Còn ba ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì sẽ có thánh lễ vào lúc 18 giờ tới 6 giờ, sớm hơn 30 phút để cho các ban quản lý tập luyện. Tập luyện nên xin người kính nhắc là trước thánh lễ đều có chầu, và sau giờ chầu thì trong lúc chầu thì các cha sẽ giải tội vào các tối để cho chúng ta được hòa giải. Từ chầu thì xin anh chị em chúng ta cố gắng tâm hồn sức sáng để chúng ta đón được chầu cho kỷ niệm 115 năm việc khánh thành thánh đường của chúng ta. Nên là xin kính nhắc như vậy để cộng đoàn anh chị em chúng ta nắm bắt được cái chương trình để chúng ta biết. Còn tuần này thì các em nhắc các em chúng ta chuẩn bị các gì nữa là sáng chủ nhật đi thuê đồ ở bên Hải Phòng. Còn các em ở nhà thì chúng ta đến tập vệ sinh. Chúa ở cùng anh chị em.